vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Người chạy xe ôm sau cuốc xe định mệnh đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Ai là kẻ thù ác đã ra tay tàn độc với người chạy xe ôm hiền lành này? Buổi chiều muộn ngày 5 tháng 4 năm 2010, một người đi dọn ốc về đã vô tình phát hiện điều gì đó. Xác của người đàn ông với tư thế bất thường bên mé ruộng. Thông tin này ngay sau đó được báo về cho phòng PC45 Công an tỉnh Đồng Tháp. Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã xuống nơi xảy ra vụ án mạng để thu thập thông tin. Hiện trường là một nơi vắng vẻ, ít người qua lại, không có dấu hiệu của xô xát, tranh chấp. Xác của một người đàn ông nằm dưới mương, được đưa lên vệ đường phục vụ cho công tác khám nghiệm. Nạn nhân là nam, đã ngoài 40 tuổi. Thời gian tử vong được cho là cách khoảng 20 giờ kể từ khi phát hiện tử thi. Pháp y tìm thấy một vết cắt ở cổ nạn nhân. Nó được nhận định do một vật sắc gây ra. Đây chính là vết thương chí mạng khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Không tìm thấy hung khí gây án gần nơi nạn nhân tử vong, tổ điều tra quyết định mở rộng hiện trường, hy vọng tìm ra manh mối giúp giải đáp những câu hỏi quanh cái chết của người đàn ông xấu số kia. Quả đúng như dự liệu, khi trời sụp tối cũng là lúc trinh sát có manh mối quan trọng. Một con dao bấm dính máu được tìm thấy cách đó không xa. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường và sau khi họp lại các cái đầu mối mà cung cấp từ công an xã, từ công an địa phương là công an cấp huyện và cơ quan công an điều tra cấp tỉnh, thì sau khi cuộc họp thì chúng tôi cũng đưa ra các cái nhận định. Là cái thứ nhất là cái vụ án này thì có khả năng là giết người để cướp tài sản. Thì qua cái nhận định đó thì chúng tôi cũng đã đưa ra các cái định hướng cho các cái lực lượng chức năng. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, ban chuyên án đã được thành lập, lấy bí số 410G. Vật chứng quan trọng là con dao bấm có dính máu. Cùng với các mẫu tóc, máu mà đội pháp y thu thập trước đó đã có kết quả. Danh tính của nạn nhân cũng được xác định. Đó là Nguyễn Văn Đợp, sinh năm 1965, ngụ tại xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Nạn nhân hành nghề lái xe ôm tại địa phương. Từ những thông tin này, ban chuyên án nhanh chóng xác minh, khoanh vùng các mối quan hệ với nạn nhân, từ đó sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Phân công cụ thể cho từng đơn vị, từng lực lượng thì tiến hành các biện pháp. Ví dụ như là chúng tôi cũng đã tiến hành chỉ đạo rà soát tất cả các cái anh mà hành nghề không đa ôm ở tại khu vực hiện trường. Và nơi mà xuất phát là ở nơi khu vực nhà của bị hại. Một cái hướng khác nữa thì chúng tôi nhận định đây là cướp, thì chúng là một mũi là chúng tôi truy tìm những cái tang vật vụ án, là đó là chiếc xe và các cái tang vật khác như cái tài sản nằm trên người nạn nhân, thì đó cũng là một cái hướng để chúng tôi đã tiến hành mở rộng điều tra cái vụ án. Đối tượng đầu tiên bị cơ quan điều tra đặt nghi vấn là Trần Văn Cường, sinh năm 1990, ngụ tại xã Bình Thành, huyện Lấp Vò. Cường là thành phần bất hảo tại địa phương, từng có tiền án về tội trộm cắp xe máy. Đối tượng này và nạn nhân trước kia từng có xích mích và mâu thuẫn. Cách đây 3 năm, trong một vụ trộm xe, ông Đợp đã hỗ trợ công an đuổi bắt Cường. Khi bị bắt, đối tượng này còn buông lời dọa nạt người hành nghề xe ôm.
có quả trường dồi dào như tay tù. Sau khi ra tù được một thời gian, Cường thường xuyên kiếm cớ gây sự với ông Đập để trả đũa vì ông này đã giúp công an đuổi bắt mình. Cơ quan điều tra nhận định quan hệ có phần phức tạp của Trần Văn Cường và nạn nhân rất có thể là nguyên nhân để Cường ra tay sát hại người đàn ông giáng số này. Đối tượng thứ hai nằm trong dòng nghi vấn là Lê Duy Hoàng, sinh năm 1970, cùng ngụ tại xã Bình Thành, huyện Lấp Vò. Ông Hoàng làm nghề chăn nuôi tại nhà và có hùng vốn mở trang trại chăn nuôi với một người trong xã. Khó nghèo quá. Còn bây giờ sao? Thì chừng nào bà trả đi, mày nói một tiếng đi. Thông tin trinh sát thu thập được về đối tượng này cho thấy nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Ôi, trả tiền không nổi. Cách khoảng thời gian xảy ra vụ án chỉ vài tiếng đồng hồ, có người trông thấy ông Hoàng và nạn nhân đã xảy ra xung đột. Ông Hoàng khi đó đã ngà say và tỏ ra rất hung hăng khi nói chuyện với ông Đập. Vụ việc chỉ lắng xuống khi có người vào can ngăn. Để làm rõ những nghi vấn xung quanh cái chết của ông Đập, cơ quan điều tra quyết định triệu tập các đối tượng nghi vấn. Trần Văn Cường là người đầu tiên. Bản tính gian manh của một kẻ chuyên trộm xe giúp Cường nhiều lần trốn thoát khỏi sự theo dõi của trinh sát. Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Cường quanh co chối tội. Đối tượng này một mực khẳng định mình không hề liên quan đến cái chết của ông Đập. Vì trong khoảng thời gian nạn nhân tử vong, Cường không có mặt ở hiện trường gây án mà đang trong sới bạc chơi bầu cua cá cược với một người quen. Lời khai này nhanh chóng được trinh sát tiến hành xác minh hoàn toàn đúng sự thật. Trinh sát cũng báo về, ghi nhận thêm một thông tin quan trọng. Trong buổi chiều hôm ấy, Cường đã thua một số tiền lớn trong sới bạc này. Số tiền ấy, Trần Văn Cường bao qua với người bạn là lấy từ việc bán một chiếc xe máy tại tiệm cầm đồ. Đặc biệt hơn, chiếc xe này lại rất giống với xe của nạn nhân đã bị lấy đi khỏi hiện trường vụ án mạng. Bị đặt nghi vấn, Cường vẫn kiên quyết chối tội. Anh này cho biết, buổi sáng ngày 4 tháng 4, sau khi gây sự với ông Đập, bị ông này dọa báo công an, Cường đã tức tối bỏ đi. Khi qua đoạn đường vắng, thấy chiếc xe máy của người dân đi thăm ruộng nằm bên vệ đường, đối tượng này đã nhanh tay lấy đi, rồi đem đến tiệm cầm đồ khách đó vài cây số để bán với giá rẻ. Cơ quan điều tra mau chóng tiếp cận tiệm cầm đồ để xác minh liệu đây có phải là tang vật của chuyên án 410G hay không. Khi so sánh số khung và số sườn của xe này, trinh sát đã đi đến kết luận chiếc xe máy này không trùng khớp. Nó là tang vật của một vụ án trộm xe khác mà Trần Văn Cường là thủ phạm. Cái khó khăn của vụ án này, cái trước tiên đó là đối tượng điều nạn nhân bằng điện thoại di động, điện thoại cho nạn nhân đến chở đối tượng đi, và đối tượng đã điều với nạn nhân đi đến một cái đoạn đường vắng và ra tay sát hại nạn nhân. Ban đầu thì chúng tôi không xác định được đối tượng nào đã điều nạn nhân đi và nạn nhân đã chở đối tượng đi trên các cái tuyến đường nào, thì qua đó chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn.
Bởi vì từ cái hiện trường xảy ra phát hiện nạn nhân và cái nhà của nạn nhân thì cách xa khoảng trên 15 km. Khi mà chúng tôi không xác định được là cái nơi xảy ra vụ án và cái nơi mà bắt đầu nạn nhân tiếp xúc với đối tượng đó là tại đâu. Cơ quan điều tra tiếp tục triệu tập đối tượng nghi vấn thứ hai trong vụ án này, ông Lê Duy Hoàng. Tại nhà đối tượng này, trinh sát cũng phát hiện dấu hiệu khả nghi từ chiếc áo trong thao giặt đồ của ông Hoàng. Vết máu lạ nghi là máu trên áo của Lê Duy Hoàng nhanh chóng được đưa đi xét nghiệm. Quả thật nghi ngờ của cơ quan điều tra là có căn cứ, khi vết màu lạ kia chính là vết máu. Và đáng ngờ hơn, vết máu đó chính là của nạn nhân Nguyễn Văn Đợp. Những chỉ dấu cho thấy rất có thể Hoàng chính là kẻ thù ác. Thế nhưng trước những cáo buộc này, ông Hoàng vẫn một mực khẳng định mình không phải là hung thủ gây ra cái chết của ông Đợp. Đối tượng này khai nhận trong ngày xảy ra vụ án, sau khi đi ăn cưới về, có thuê ông Đợp chở đến nhà người bạn chơi. Khi đến nơi, hai bên đã xảy ra cự cãi vì ông Hoàng quên không mang theo tiền. Sự việc sau đó đã được bạn ông Hoàng đứng ra để dàn xếp ổn thỏa. Ông này cùng người bạn mình sau đó lại ra vài ly. Khi ấy vì đã ngà say nên ông không thể nhớ là mình đã đi đâu hay quay về nhà để ngủ. Khi thức dậy thấy áo mình mặc có dính vết bẩn nên ông Hoàng mới mang đi giặt. Người bạn của ông Hoàng xác minh những lời khai này là sự thật và cung cấp thêm vài chi tiết quan trọng. Trong khi hai người uống rượu, ông Hoàng có tâm sự là đang bị một người có tên Dư Văn Lý nợ một số tiền làm ăn khá lớn. Uống rượu một hồi, Lê Duy Hoàng kiên quyết sang nhà Lý để đòi nợ. Sợ có chuyện không hay vì bạn mình đã ngà say, ông này liền chạy theo sau. Khi qua nhà Lý, ông Hoàng bắt gặp anh này vừa đi thiến heo về. Hai bên đã xảy ra cự cãi, nhưng rồi mọi chuyện cũng tạm lắng xuống khi Lý hứa trả tiền sau vài ngày nữa. Ông Hoàng sau đó được người bạn đưa về nhà và ngủ ngay trên võng. Thời gian và địa điểm của Hoàng không trùng khớp với thời gian xảy ra vụ án. Điều này chứng minh Lê Duy Hoàng không phải là hung thủ. Vậy nhưng vết máu nạn nhân dính trên áo lại nói lên điều ngược lại. Một sự trùng hợp hay là có âm mưu mờ ám nào đó đằng sau nó. Khi vụ án đang lâm vào bế tắc, trinh sát nằm vùng tại địa phương bảo vệ một thông tin quan trọng, đã tìm thấy tung tích chiếc xe bị lấy cắp của nạn nhân trong một cửa hiệu cầm đồ. Chúng tôi cũng đã nhận được một cái tin báo từ công an ở tỉnh biên An Giang là có một đối tượng vào nhà nghỉ và kêu bán một chiếc xe. Thì chúng tôi xác định được là chúng tôi tiến hành là xác minh thì cái đối tượng đã đem chiếc xe đó bán lại cho một người dân và người dân đó tìm đến công an huyện Lấp Vò để sang tên đổi chủ. Thì giờ qua cái nguồn tin đó thì chúng tôi đã phát hiện và chúng tôi xác minh đến công an tỉnh biên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác minh đây chính là chiếc xe của Nguyễn Văn Đợp và kẻ bán chiếc xe ấy có khả năng là hung thủ gây ra vụ án kinh hoàng.
kẻ bán chiếc xe của ông Đợp trong tiệm cầm đồ chính là Dương Văn Lý, sinh năm 1983, đối tượng hùng hạp làm ăn với ông Hoàng. Với những chứng cứ có được, lệnh triệu tập Lý lên cơ quan điều tra nhanh chóng được ban ra. Tuy nhiên, không như dự liệu, y đã không còn ở nơi cư trú. Khi khám xét nơi ở của đối tượng này, trinh sát phát hiện một chiếc nhẫn được giấu rất kỹ trong đống gạch sau nhà. Hình dáng vật chứng này trùng khớp với chiếc nhẫn đã bị lấy đi trên người của nạn nhân Đợp. Nó càng củng cố thêm nhận định Lý chính là hung thủ giết người trong chuyên án 410G của cơ quan điều tra là chính xác. Cuộc dây bắt kẻ thù ác diễn ra gay cấn sau đó. Dù ngoan cố chạy trốn, nhưng cuối cùng Lý đã phải chịu khuất phục. Tại cơ quan điều tra, Dương Văn Lý ban đầu nhất quyết không chịu thừa nhận mình là kẻ đã ra tay sát hại ông Đợp. Tôi nhận ra rồi. Cái cậu Lý này là bữa đó là đưa xe tới tiệm tôi bán này nè. Chắc anh nhầm người rồi đó. Chứ tôi không biết anh. Ừ, chính xác cái xe mà mấy anh đã tìm hiểu rồi đưa về cơ quan. Tôi không biết. Có một người bạn nhờ tôi bán chiếc xe thôi chứ tôi không biết gì hết á. Anh cứ định tìm người khác đi. Mình ngoan cố không chịu nhận ra hàng xóm với tôi. Có cái việc gì đó tôi không biết mà anh đuổi tôi về. Thế nhưng với những chứng cứ mà cơ quan điều tra có được, thêm vào đó là sự nhận dạng của chủ tiệm cầm đồ và ông Hoàng, Lý đã không còn đường nào để chối cãi. Cách đây hơn một năm, Lý có rủ ông Hoàng hùng hạp mở trang trại nuôi heo giống. Lý bỏ công, đất làm nông trại, ông Hoàng bỏ vốn. Dù làm ăn nhanh chóng được tiến hành, thế nhưng diễn cảnh giàu sang nhanh chóng trở thành ác mộng vì thiếu kinh nghiệm. Dương Văn Lý đã vỡ nợ sau đó không lâu. Alo, nào mày trả tiền phải không? Dạ, mày phải 5 ngày đi anh. Rồi, nếu mà 5 ngày mà mày không có là đưa công an á. Dạ. Heo giống bán đi cũng không đủ trả. Thêm vào đó là những cuộc gọi đòi nợ liên tục từ người hùng vốn. Lý đâm ra nghĩ quẩn. Y nảy sinh ý định cướp tài sản khi thấy ông Nguyễn Văn Đợp hành nghề xe ôm gần đó, có khá nhiều củ cải trên người. Nghĩ là làm, Lý bắt tay vào thực hiện kế hoạch sau vài cú xe ôm thám thính tình hình và tạo lòng tin nơi nạn nhân. Ngày 4 tháng 4 năm 2010, Lý ra chỗ đậu xe của ông Đợp từ sáng sớm. Không thấy ông này, Lý liền gọi điện. Vài phút sau, ông Đợp chạy đến để chở khách.
Người hành nghề tài xế xe ôm này thấy có điều gì bất thường khi Lý không nói địa điểm cố định mà kêu ông chạy lòng vòng vào những khu vực vắng. Nhưng vì là khách quen nên ông Đợp cũng không mảy may suy nghĩ. Khi đến khúc đường vắng vẻ không có người qua lại, lấy lý do phải gọi điện thoại gấp, Lý kêu ông Đợp dừng xe. Chờ lúc ông này không chú ý, y từ từ rút con dao bấm đã thu sẵn trong túi. Và vết cắt chí mạng ngay cổ đã khiến nạn nhân Đợp ngã quỵ ngay tại chỗ. Giết hại ông Đợp xong, Lý nhanh chóng lấy hết tư trang có giá trị trên người nạn nhân. Đẩy xác người đàn ông này xuống ruộng xong, Lý rồ ga bỏ trốn khỏi hiện trường. Hung khí gây án, Lý cũng phi tang trong bụi cây gần hiện trường. Sau khi gây án, vừa về tới nhà, Lý bất ngờ khi gặp phải chủ nợ là ông Hoàng. Cãi giả một hồi, bị ông Hoàng dọa đánh, Lý luống cuống bấu bàn tay dính máu của mình lên áo ông Hoàng, rồi để lại luôn vết máu của nạn nhân lên đó mà không hề hay biết. Sau khi ông Hoàng rời khỏi nhà, Lý mau chóng rửa sạch tay nhằm xóa sạch chứng cứ. Đối tượng giấu chiếc nhẫn lấy được từ người nạn nhân vào đống gạch sau nhà, rồi nhanh chóng chạy chiếc xe cướp được tới tiệm cầm đồ để bán. Những người hành nghề ông Đợp này có thể là chở khách đó, di chuyển có thể là ban ngày, có thể là ban đêm, có thể là gần sáng. Thì những cái thời điểm thứ nhất là chúng ta chú ý như là thời điểm những vị khách nào mà đi vào thời điểm quá khuya và ban đêm và hướng cho nạn nhân vào những khu vực trống vắng, thì trước tiên là các những người hành nghề hóng đơm này là cũng nên là đề phòng cảnh giác. Thứ nhất là kiểm tra thái độ, cử chỉ hành vi của những người khách mà yêu cầu họ chở. Cái thứ hai nữa là xác định nếu mà ban đầu mà nếu mà chúng ta thấy mà đối tượng có những biểu hiện là hành vi mà không chuẩn mực, không đúng, hoặc có những biểu hiện nghi vấn đó, có thể mắc mài láo liên hoặc là những có đưa ra những cái yêu cầu vô lý, thì chúng ta cũng nên dừng, là chúng ta không nhận để chở những cái gì khác đó để tránh đi cái hậu quả đáng tiếc gì sao. Một tội ác kinh hoàng xảy ra chỉ vì chút túng quẫn, đánh mất lý trí. Người nông dân chân chất đã phải trả giá với bản án tử hình cho hai tội danh giết người và cướp tài sản. Vụ án mạng kinh hoàng khép lại với bản án thích đáng dành cho kẻ thù ác. Cũng là lúc chiến công của cán bộ, chiến sĩ phòng PC45 được ghi nhận. Sự tận tâm, hết mình của những chiến sĩ công an tỉnh Đồng Tháp đã góp phần mang đến sự yên bình cho miền sông nước vùng Tháp 10.